57.000 người Hàn Quốc đã đăng ký lên chính phủ với hy vọng có cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với những người thân yêu của mình. Thế nhưng, chỉ gần 100 người có mặt trong cuộc đoàn tụ sắp tới. Ông Hoàng Reha, năm nay đã 77 tuổi, sống tại đảo Gyeongdong và xây căn nhà hướng về phía Triều Tiên. Hy vọng một ngày mẹ ông sẽ quay lại. Tôi rất nhớ mẹ và chị tôi đang sống ở Triều Tiên. Tôi rất mong được gặp họ trước khi chết, nhưng tôi không chắc mình có thực hiện được mong muốn này không. Anh trai tôi thì đã mất rồi. Tôi sẽ gặp các cháu của mình, con của anh ấy. Tôi chưa bao giờ được nhìn mặt chúng cả. Tôi rất hạnh phúc và mong chờ cuộc gặp này. Bà Kim Hyun-suk đã có cơ hội gặp lại con gái mình vào năm 2015. Bà muốn gặp lại con gái một lần trước khi chết. Nhưng những người đã được gặp mặt sẽ bị loại khỏi danh sách. Với bà, cuộc gặp đầu tiên cũng chính là cuộc gặp cuối cùng. Con gái tôi còn sống và tôi không thể gặp lại con bé thêm một lần nào nữa trong suốt phần đời còn lại. Ai có thể tưởng tượng được cảm giác này chứ? Đối với hàng trăm ngàn gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên, đó luôn là vết thương tình cảm. Bao giờ được chữa lành, những người đã ở độ tuổi gần đất xa trời có lẽ sẽ không còn cơ hội gặp lại gia đình mình nữa.